Gần đã bắt đầu gần tới cảng biển, cái cảng này không biết gọi là cảng gì không biết đấy, nhưng mà nó gần một cái thành phố vậy á, nó gần cái thành phố thì rất là tốt, rất là tốt cho thành phố. Cái kiến trúc này bắt đầu lại khác rồi bà con ha, như vậy cái thành phố nó sẽ nổi bật lên, không có một cái nào giống thằng nào hết á, như vậy thì tốt. Như vậy mỗi một căn tòa nhà một kiểu khác nhau, như vậy nó mới đẹp. Đấy, ai muốn chụp đây thì chụp nè. Cái này cổng thành này nó tương tự như cổng thành của bên bên Pháp. Nhưng mà nó có nhà cửa hai bên nó khác nhau chút xíu đó. Cái dàn loa của họ ngầu quá bà con. Đây là cái màn hình đây ha. Cái màn hình đây coi như người ta có thể tham dự bất cứ một chỗ nào cũng được hết á. Tại khi mà đi thăm Đức Giáo Hoàng đó thì có thể tập trung rất là nhiều địa điểm, không bắt buộc phải một chỗ. Người ta có thể ngồi đây người ta coi cũng được. Là cái dàn loa của họ quá trời mạnh đây. Như vậy người ta chơi nhạc ở đây bà con. Đây người ta chơi nhạc ở trên sân khấu này thôi. Không cần đi đâu xa hết á.